thì chúng tôi đã mời đến chị Vũ Tường Vi, trưởng bộ môn chất lượng cao, khoa tiếng Anh sư phạm Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào chị. Và chúng ta cũng hãy cùng làm quen với một vị khách mời đặc biệt, đó chính là ông Thomas, giám đốc học vụ tại Trung tâm Ngoại ngữ New Ocean. Đầu tiên thì xin cảm ơn chị Vi cũng như là ông Thomas đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và vừa rồi thì các vị khách mời cũng vừa được chứng kiến các em cũng như là bố mẹ của mình chơi những trò chơi. Và đầu tiên thì tôi muốn đặt câu hỏi cho các vị khách mời, đó là theo các vị khách mời thì hoạt động ngoại khóa là gì? Hoạt động ngoại khóa khác với các hoạt động giờ học thông thường ở chỗ là các hoạt động ngoại khóa thường là tình nguyện, các con và các gia đình đăng ký. Còn các hoạt động ở trên lớp thì là đều bắt buộc. Tuy nhiên thì hoạt động ngoại khóa nó khác ở các hoạt động thông thường ở điểm là ở các hoạt động ngoại khóa thì các con gần như là được ở trong một cái môi trường thoải mái hơn, thân thiện hơn, được giao tiếp với các bạn. Trong khi ở các lớp học thông thường thì các con bị giới hạn ở trong cái khuôn khổ một giờ học truyền thống và thường là mang tính bị động và thầy cô giáo giảng bài và các con học. Nhưng ở các hoạt động ngoại khóa thì các con được mang tính chủ động hơn, được là người chơi hoặc người học chính ở trong các hoạt động đó. Và tôi thấy là cái hoạt động ngoại khóa nó có đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng cho các con. Ngoài những cái kiến thức ở các trường trong giờ học, các con có được phát triển cái kỹ năng và các con áp dụng những cái gì các con đang học ở trường vào cho những hoạt động ngoại khóa. Vâng, như vậy có thể thấy rằng là rõ ràng cái việc hoạt động ngoại khóa là rất quan trọng, bởi vì nó góp phần nâng cao cái tính chủ động của các em. Và đặc biệt thì tôi nghĩ rằng nó còn quan trọng hơn đối với học ngoại ngữ, bởi vì việc học ngoại ngữ thì cái tính chủ động trong học tập là vô cùng quan trọng. Vậy thì tôi muốn được hỏi ông Thomas, ở nước của ông thì việc học ngoại ngữ diễn ra như thế nào, thì tỷ lệ là bao nhiêu? Đây là một câu hỏi rất thú vị. Tôi đến từ Canada. Tôi cũng đã dạy tiếng Anh ở Việt Nam được 3 năm. Hoạt động ngoại khóa hoàn toàn không tách biệt với hoạt động giáo dục. Nó là sự tiếp nối và hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục. Tôi hiện là cố vấn chuyên môn của trung tâm New Ocean. Chúng tôi giúp học sinh kết nối với các trường đại học để đi du học. Các trường đại học thường rất quan tâm và yêu cầu học sinh phân biệt rõ lý thuyết và thực hành. Khi bài học trên lớp kết thúc, nhờ hoạt động ngoại khóa, chúng ta hiểu được học sinh của mình họ là ai, yêu thích những hoạt động gì. Nhờ đó chúng ta có hiểu biết và có cái nhìn toàn diện về học sinh của mình. Hoạt động giáo dục không kết thúc khi học sinh rời khỏi lớp học, mà nó nên được nối tiếp liên tục. Sau này khi học sinh tốt nghiệp để bước vào cuộc sống thì kỹ năng giao tiếp trong môi trường thực tế là vô cùng quan trọng. Những kỹ năng này mới chính là kết quả của hoạt động giáo dục. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với trò chơi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Và ở phần thi này thì mỗi bé sẽ được chúng tôi phát cho giấy cũng như là rất nhiều bút màu. Và nhiệm vụ của các bé đó là hãy vẽ theo chủ đề. Và có hai chủ đề để các bé lựa chọn. Một là các bé có thể vẽ nghề mà các con muốn làm trong tương lai. Ví dụ như là con muốn làm luật sư, con muốn làm bác sĩ hay là con muốn làm công chúa chẳng hạn. Và chủ đề thứ hai đó là các con hãy miêu tả về gia đình của mình. Và sau đó thì các con sẽ trình bày bức tranh của mình bằng tiếng Anh. Và chúng ta hãy cùng chờ đón những bức tranh của các bé quý vị nhé. Buổi đi chơi hôm nay, các cô chú trong chương trình Làm bạn với con cùng bố mẹ đã chuyển nhớ. Có thể nói rằng là cái việc học tiếng Anh thì ở mỗi lứa tuổi thì là khác nhau. Và tôi muốn được hỏi ông Thomas là theo ông thì với những trẻ em ở lứa tuổi như là chúng tôi ngày hôm nay vừa tổ chức cho các em ở lứa tuổi tiểu học và ở lớp 6, lớp 7 chẳng hạn, là khi các em bắt đầu bước vào lớp trung học cơ sở, thì cái cách học như thế nào là tốt nhất, cái cách tiếp cận như thế nào là tốt nhất trong việc học tiếng Anh của các em? Theo tôi, cha mẹ nên kiểm tra môi trường học tập của con cái. Họ có thể theo con đến lớp, xin phép quan sát 30 phút việc học của con, xem sự tương tác giữa con và giáo viên để biết xem giáo viên dùng tiếng Việt hay tiếng Anh trong giờ học. Tôi không hiểu nếu cả giáo viên và học sinh cùng dùng tiếng Việt thì làm sao trẻ có thể học được tiếng Anh. Tôi cũng muốn khuyến khích học sinh sử dụng đĩa CD như một công cụ học tập hiệu quả. Học sinh nên nghe và tập theo phát âm tiếng Anh như một cách tự học tại nhà rất tốt. Ngoài ra, tôi cũng thấy rất nhiều học sinh sử dụng máy tính để chơi game. Thực ra phải xác định cho các con, máy tính và Internet trở thành công cụ học tập thay vì chơi game. Có rất nhiều phần mềm học tiếng Anh miễn phí trên mạng. Cha mẹ nên theo sát con cả ở trường và ở nhà để biết con đang làm gì và chắc chắn con có một môi trường học tập tốt.
Thì vậy là bố mẹ đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Bố mẹ cần phải, bây giờ thì không chỉ đơn giản là bố mẹ tìm trường tốt cho con và cảm thấy trường này có uy tín là gửi con đến nữa, mà thực sự bố mẹ phải đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc là kiểm tra xem là trình độ của giáo viên có tốt hay không, cũng như đúng như là thầy Thomas đã nói, và cũng phải giúp con trong việc học tiếng Anh làm sao mà, rồi là kiểm tra cho con xem là cái việc mà con dùng internet như thế nào. Thì những cái lời khuyên đó tôi nghĩ là rất bổ ích. Vậy chị Vi, chị có lời khuyên nào khác dành cho bố mẹ, dành cho các phụ huynh có con ở độ tuổi này? Cái chương trình học tiếng Anh của các cháu ở tiểu học khác hoàn toàn với chương trình học tiếng Anh của các cháu ở mức phổ thông cơ sở, bởi vì là nó phụ thuộc, nó lý do đó là cái đặc điểm về lứa tuổi, và điều đó có nghĩa là cái phương pháp dạy và phương pháp học của các con cũng sẽ phải khác nhau. Lên đến cái mức phổ thông cơ sở thì không chỉ các con học ngôn ngữ mà các con còn cần phải có học kiến thức. Các con thường không nói được, thường rụt rè bởi vì các con không có kiến thức, không có ý để mà nói. Vậy thì khi mà trong việc dạy tiếng Anh cho các con ở lứa tuổi phổ thông cơ sở thì bố mẹ rất cần, ngoài tiếng Anh ra, các con, bố mẹ cần phải tìm những nơi mà dạy cả những cái kiến thức bằng tiếng Anh cho các con. Ví dụ như là kiến thức về xã hội, kiến thức về khoa học. Thì khi các con có cái kiến thức thì các con mới cả nói được. Rồi nếu như quay trở lại cái mức ở mức tiểu học thì các con chỉ cần là các con nói chuẩn xác, phát âm chuẩn xác, cảm thấy yêu thích môn tiếng Anh, rồi hoạt bát.